Vụ trực thăng rơi, tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Sáng ngày 7 tháng 4, lực lượng cứu hộ người Nhái đã lặn tìm thấy nạn nhân thứ 5 trong vụ trực thăng rơi ở Vịnh Hạ Long. Nạn nhân thứ 5 được tìm thấy vào lúc 8 giờ sáng ngày 7 tháng 4, ở cách xác chiếc trực thăng khoảng vài trăm mét, tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hiện lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân về nhà tang lễ thành phố Hạ Long, nguồn tin cho biết. Như vậy, tới sáng ngày 7 tháng 4, toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi đã được tìm thấy. Xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và tìm thấy được hộp đen. Theo lực lượng chức năng, chiếc trực thăng có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công. Sau khi trục vớt được chiếc trực thăng, lực lượng chức năng đã đưa về đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ quá trình này sẽ do Bộ Quốc phòng thụ lý đảm nhận, nguồn tin nói thêm. Lúc 17 giờ 6 phút ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của công ty trực thăng miền Bắc, binh đoàn 18 gặp tai nạn tại khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trên máy bay lúc này có 5 người, gồm đại tá phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964, và 4 du khách người Đà Nẵng, ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, và bà Phạm Thị B, sinh năm 1958. Liên quan đến vụ rơi máy bay ở khu vực đảo Hòn Dép, vùng biển giáp danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, thì đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân và chuyển đến nhà tang lễ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Bàng hoàng xót xa là tâm trạng chung của người nhà nạn nhân cũng như người dân nơi đây. Sau đây là ghi nhận của phóng viên kênh VTC14. Nhà tang lễ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Những khuôn mặt thất thần, mệt mỏi, xen lẫn bàng hoàng. Có mặt tại đây từ sớm, người nhà của đại tá phi công Chu Quang Minh vẫn chưa thể tin rằng trực thăng đã rơi vào chiều tối qua. Đến cuối giờ chiều nay, người thân vẫn đang làm các thủ tục để sớm đưa anh về với gia đình. Trong việc tìm kiếm ngoài kia thì rất là khẩn trương. Và lúc khoảng 3 giờ kém 15 thì là thi thể cuối cùng đưa về tại nhà tang lễ tỉnh Quảng Ninh. Trong họp thì bên tỉnh Quảng Ninh thì có hỗ trợ cho gia đình. Mỗi gia đình nạn nhân là 20 triệu. Với bên thành phố Hạ Long có hỗ trợ gia đình thì cố gắng phương án làm sao đưa anh về trên Hà Nội là sớm nhất. Còn toàn bộ bây giờ gia đình là theo đơn vị của anh để mới bố trí quân sự tỉnh để đưa anh về. Bằng phương tiện nào thì gia đình theo đấy. 9-10 giờ trưa thì anh Minh anh có điện về đấy. Chiều hôm qua điện lại thì không điện được thì nhận được tin là mất rồi thì hôm nay gia đình ra. Anh vào trường thì được học sang phi công ngay thì sau khi làm rể gia đình nhà này thì tôi cũng là chú rể thôi. Thế là anh đối với gia đình rất là mẫu mực, rất là tốt. Ngoài thi thể đại tá phi công Chu Quang Minh, thi thể 3 du khách Đà Nẵng cũng đã được đưa về nhà tang lễ thành phố Hạ Long. Tại bến phà Tuần Châu, một lễ tưởng niệm cầu siêu cho các nạn nhân gặp nạn trong vụ trực thăng rơi đã được tổ chức. Dù không quen biết, những người dân địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm thấy thi thể cuối cùng để bàn giao cho gia đình các nạn nhân. Rất là bàng hoàng. Vì từ trước nay ở đây máy bay nó bay thì mấy năm nay không vấn đề gì cả. Mặc dù là cứu nạn cứu hộ từ hôm qua rất là nhiều các cơ quan như biên phòng này, rồi bộ đội rồi là tất cả công an cứu hỏa nhất là ra tàu là ra đấy rất là đấy nhưng mà vẫn chưa tìm được thì cũng mong muốn là cố gắng tìm coi là người còn một người hai người đó thì nhanh chóng vớt được lên cho người nhà yên tâm. Lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành và địa phương đã rất quyết liệt vào cuộc tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với lại các cơ quan chức năng ở trung ương cũng như là của thành phố Hải Phòng và các lực lượng vũ trang tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Còn theo quy định của chính sách riêng có của Quảng Ninh thì mỗi một nạn nhân trong vụ tai nạn thì tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là 20 triệu đồng trên một nạn nhân. Chúng tôi thì cũng đã triển khai cái việc hỗ trợ kịp thời đến tận tay các gia đình. Đã không có phép màu nào xảy ra trong vụ trực thăng rơi. Mất mát, đau thương sẽ còn hằn mãi trong tâm trí của những con người này. Điều họ mong mỏi nhất đó là thi thể cuối cùng sớm được tìm thấy để khép lại nỗi đau vô tận này.
Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần do các phát ngôn xúc phạm hai vợ chồng là 14,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm những người này. Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường. Về lý do mời ông Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream, Nguyễn Phương Hằng khai bà và ông Quân đều là những người có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, cùng quan điểm nên không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Riêng các tài liệu của ông Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý ông Quân đã chuẩn bị trước để đem ra phân tích cụ thể hơn về vấn đề pháp lý trong các buổi livestream. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 6 tháng 4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng bác bỏ nội dung của bộ phim tài liệu MH370 Chiếc máy bay biến mất được chiếu trên Netflix. Bộ phim trên đã có nội dung không chính xác khi cho rằng Việt Nam không hợp tác trong việc hỗ trợ tìm kiếm máy bay MH370. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khẩn trương chủ động lên các phương án ứng phó, tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp với phía Malaysia cũng như với các quốc gia mong muốn triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn, đồng thời hỗ trợ các phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin. Bà Hằng cũng khẳng định những nỗ lực của Việt Nam vào thời điểm đó đã được cộng đồng quốc tế và dư luận báo chí trong và ngoài nước ghi nhận. Theo bà Hằng thì cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất cứ kết luận chính thức nào về vụ việc mất tích máy bay MH370. Do đó thì bộ phim tài liệu MH370 Chiếc máy bay biến mất đưa ra những nhận định khi không có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng là sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng những nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam, khiến dư luận Việt Nam bất bình. Bà Hằng cũng yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim phản ánh chính xác những đóng góp của Việt Nam trong công cuộc tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia và gỡ bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp nêu trên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì nhiều người dân Hà Nội đã phản ánh chiêu trò lừa đảo giả danh nhân viên của hãng, thông báo là máy lọc nước của gia đình đã đến hạn bảo dưỡng và đề nghị thay lõi với giá gấp từ 3 cho đến 4 lần. Các đối tượng tự xưng thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng một hãng máy lọc nước đề nghị đến nhà kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí cho sản phẩm của người dân đang dùng. Nhưng mà điều đáng nói là các đối tượng này nắm bắt được rất rõ địa chỉ của nhà người dân. Sau khi người dân sập bẫy, lập tức các đối tượng lừa đảo đến nhà, tháo lõi lọc nước và yêu cầu người dân phải thay mới với mức giá cao trên trời từ 2 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên vì chủ quan và tin tưởng, nhiều hộ dân đã bị lừa. Trước thực trạng này, website nhiều hãng máy lọc nước đã đăng cảnh báo và thông báo về các chiêu thức lừa đảo. Nhằm để tránh bị lừa, các nhà cung cấp chính hãng khuyến cáo người dân nên thường xuyên kiểm tra định kỳ máy lọc nước, chủ động gọi điện đến tổng đài chính hãng để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.